Đây có cái chị nè, chia sẻ nè. Người ta thiết kế plug out đẹp lắm nha anh ha. Đây là cái điện thoại của Google. Cái này cô bác anh chị ở Việt Nam có sử dụng cái này chưa? Ở Việt Nam có chưa ha? Với cô bác quý anh chị, sau một cái câu chuyện mà phải nói là một câu chuyện cổ tích của vợ chồng anh Vương với lại chị Hiệp Phố ngay tại thành phố San Jose của tiểu bang California nước Mỹ, đã đến đây rồi thì được mệnh danh là một trong những cái thung lũng Silicon tham quan một vòng về trụ sở của Google ngay tại Mỹ ha, cũng như là Bùi Hồ cùng với là vợ chồng anh chị sẽ có một cái chuyến hành trình dạo quanh coi như là kỷ niệm ngay tại đất Mỹ cho cô bác chị xem. Còn bây giờ mời cô bác chị cùng vô trong với Bùi Hồ cùng với vợ chồng anh chị ha. Chị dạ. Cảm giác của chị như thế nào khi được anh đưa chị đi chơi vòng vòng dạo phố như thế này? Thật sự ra bên Mỹ sống lâu chứ không có đi đây, cũng nhờ là Bùi Hồ tới đây cho nên chồng chị mới chở em đi tham quan, rồi chị cũng được tham quan chung luôn. Dạ. Rồi bây giờ thì cảm ơn cô bác của chị rất là nhiều. Mình cũng sẽ bắt đầu hành trình ngay tại trụ sở dạ. của Google nha. Ok. Dạ, ok. Dạ, cái nơi trong đây là gọi là cái tiệm á, cái tiệm cái store. Ở trong có cái tiệm, chỗ này cái chỗ cho mình nói chuyện, mình ăn uống, mình chơi. No, it's for them to talk about Google. Dạ thì là ăn uống chilling on mini. Đã nghe nói nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên mà đặt chân đến đây để chia sẻ cho cô bác anh chị biết luôn. Nhưng mà Google là lớn hơn những cái kia nha, phải không? Dạ. Lớn hơn YouTube, lớn hơn Facebook. No, Google owns YouTube. Nó thì em nói là lớn hơn. Chồng nó hay lì á, có cái tật là nghe không hiểu nhưng mà hay sửa mình á, hiểu không? Nhưng mà vui mà có chị, có anh gắn bó bên chị vui ha. Cô bảo anh chị có thấy cái câu chuyện tình cảm nào mà lãng mạn giống như anh với chị chưa? Mắc cỡ quá. Mắc cỡ. Bùi Hồ cùng với anh chị sẽ vô trong. Đó. Wow. Google Store. Yeah. Wow. À. Oh, this is little Android. Yeah. Ồ đẹp ha. Yeah, đẹp. Yeah, có một cái ly, có cái uống nước của Google luôn kìa. Ở đây người ta bán hả anh ha? Đáng, cái điểm đáng. À. Wow. Bùi Hồ thích cái gì chị nice. Tặng cho. Dạ. Yeah. Bùi Hồ thích okay. cái gì tự thoải mái đi, chị tặng nha. Yeah. Oh. Làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm. Ở đây là một cái chiếc xe đạp nè. Yeah, bán xe đạp đây nè. Ờ xe đạp. Chiếc xe đạp này là 30 đô. Xe đạp hồi nãy ở ngoài đó, chút quay cái này quay ngoài luôn, giống á. Nó giống á. À 55 đồng. Yeah. Xe đạp này giống hồi nãy anh ha. Dạ gì thật cái hồi nãy. Cái này là gì anh? Đôi tất đúng không? Còn là này là chai uống nước của Google. Ở chai này 29 đồng ha. Ừ. Chai này đẹp. Cái YouTube nó cái nó YouTube là cái nó YouTube. Dạ cái bình nước luôn. Ồ. Oh. Đẹp nha. Yeah. Có cái áo luôn. Wow. Ờ có cái áo luôn. Yeah. Anh tặng cho Bùi Hồ gì đi anh? Hả? Kiếm gì tặng cho Bùi Hồ đi, anh kiếm gì tặng Bùi Hồ đi. Em lựa đi. Anh lựa đi. Cái này là cái nón Google. Anh con trai rồi. Ở Việt Nam nóng đâu cần cái áo chắc lấy cái nón của Google. Cái nước hả? Tặng áo hay là gì á? Nón hay áo? À, cái này là cái gì anh á? Hả? Cái áo nó quảng cáo cái áo. À. Hay nha. À, qua đây cô bác anh chị nè. Ok. Cái này nhìn cũng đẹp ha cô bác chị. Này nhìn cũng đẹp nha. Ở đây người ta sẽ bán những cái quà lưu niệm. Và Bùi Hồ thấy cái này á, nhìn thấy nó xinh xinh, anh thấy ok không? Yeah, tôi thấy it's nice, cái quality đẹp. Đẹp hả? Yeah. Cái này với là cái màu đen nào đẹp hơn? Hai cái đẹp luôn. Hai cái đẹp luôn. Yeah. Ok, Bùi Hồ sẽ mua cái này. Cái này thì nó dễ thương. Yeah. Cái này để vô trong xe mình đi á, đi vòng vòng để mình uống nước. Cầm cái này lại em nhớ đến chị nè. Cái gì cũng được tự nhiên đi. Ok. Cái gì cũng được. À, nhưng mà cái này nó tróc ra không? Cái này nè. Giờ nó chắc cái quality nó tốt quá.
Nó không có tróc đâu. Ok, đẹp quá. Còn cái này, cái này là cái bình nước của Sutup Premium. Cái này thì nó cái miệng nó to hơn cái này. Anh cầm giùm em mở cái này ra. Mở cái này ra. Cái này là để nước đá vô không được. Cái màu đen này thì để nước đá vô được. Cái này là 35 đồng. Cái gì cũng được nha. Cái này là, ủa sao cái này là mắc hơn cái này đấy. Cái này là 29 đồng. Yeah, 29 đồng, cái này 3, bao nhiêu? 35 đồng. 35 đồng. Ok, cái này ok. Cũng mong là cô bán với chị sụp ra kênh Bùi Hồ nha. Đây là chị Hiệp Phố, chị rất là dễ thương. Mình sẽ mua một cái này để mình để ở trên xe để uống nước mỗi khi mà đi quay á, hai chị ha, thì nó sẽ hợp lý hơn. À, ok. Ngày hôm nay là còn đây là trái bóng của Google. Trái bóng nhựa. Ok. Anh nói sao? Yeah, anh tặng cho em. Hai cái ok. Ok. Dễ thương anh chị, dễ thương không? Dạ, chưa chạy. Ok. Ok đi chị ha. Use the red car. Red car. Oh, do you have enough cash? Do you have enough cash? No, I can pay for it. Red car. Ôi trời ơi, anh chị dễ thương. Cần mua cái này không? Đừng khỏi. Cái này là gì anh? Cái bịch. Không, em không cần đâu. Không mua áo với nón rồi hả? Cái món này đem về Việt Nam chắc là vui lắm. Yeah. Mà Bùi Hồ thì vui nhất. Tại vì Bùi Hồ có hai cái này. Mời cô bác đi. Dạ, cùng với vợ chồng anh và chị đi vô trong nha. Wow. Cô bác anh chị thấy không? Trời ơi. Đẹp anh ha. Đẹp quá. Đây quá cái chị nè, chia sẻ nè. Người ta thiết kế lắc rau đẹp lắm nha anh ha. Cái phone lứt, cái màu hồng. Wow, màu hồng kìa. À, cái này là cái phone đó ha. À, điện thoại. Cái điện thoại hả? Cái hộp hả anh? Hộp hả? Phải đem lại nó bỏ điện thoại vô. Ôi trời ơi. Ồ, đẹp hơn cô bác của chị. Ở chị Hiệp Phố đâu rồi? Ồ, bên kia. Phone mới. À, mới hả? Cái này cái phone mới, cái Google Phone đó. Ồ, Google nó có điện thoại nữa hả? Có chứ, có điện thoại chứ. Cái mới nhà đó. Mới nhà luôn. Ồ trời ơi. Đây là cái điện thoại của Google. Đấy, cái này là bao nhiêu tiền anh? Cái này là ủa? 1.700, 1.800. Đây. Cái này cô bác anh chị ở Việt Nam có sử dụng cái này chưa? Ở Việt Nam có chưa ha? Không biết. Cái này mới ra. Mới ra hả? Dạ. Nó cái kiểu thì mới ra nhưng mà Google Phone là có lâu rồi. Cái model này mới ra. Thì em nói cái kiểu mới ra. Anh thì sửa em không đúng. Nhưng mà nó làm phone lâu rồi. Ồ vậy ha chị ha. Ở đây nó họ Google họ bán rất là nhiều thứ. Từ cái đồng hồ nè đúng không? Từ cái đồng hồ ở đây nè. Rồi điện thoại nè. Điện thoại của Google nè. Đó. Và tất cả các app. Cái đồng hồ. Đồng hồ watch. Smartwatch ha. Đây nè cô bác chị. Kể cả cái tai nghe Bluetooth luôn nè ha. Ở người ta trưng bày đủ thứ hết, và kể cả những cái món quà lưu niệm luôn. Ngày hôm nay
có anh với chị á, mà Bùi Hồ mới có thể biết được thêm một cái trụ sở ngay tại của Google ngay tại đây. Cảm ơn anh chị rất nhiều luôn. Không có gì, vui mà, nào? Dạ vui không? Vui. Tại vì hồi đó thì chị cũng đâu có đi đâu, lần đầu tiên đi với em đó. Dạ. Hồi đó vô đó. Dạ. Cái cảm xúc của Bùi Hồ là nói chung là mình đi càng ngày mình mới biết, càng ngày mình càng. Cho nên bây giờ mới biết nó có Google Phone đúng không? Dạ đúng rồi, mới cái biết mình càng ngày càng ngu ra. Samsung với iPhone đúng không? Dạ. Thôi mình đi vòng vòng nữa ha anh. Dạ. Ôi đẹp quá anh ơi. Oh my god, đẹp quá. Oh mấy cái phim nó là hot thing. You like hot thing? Yeah. Oh, I think this one's good. Really? Đâu anh đưa lại, anh đưa lại coi. Ồ da màu hồng. Anh đưa lại. Ồ cái này là cái chắc chắn. Kìa có người hỏi kìa, người hỏi đi, hỏi nha. Anh hỏi nhìn đẹp ha, họ trang trí rất là bắt mắt luôn rồi các bác anh chị. Dạ anh hỏi giá nhiều. Bao nhiêu? Nó nói là cái bình thường á là 350 mà muốn làm nó bự hơn, nó có internet nó có reception á. Ờ có cái tín hiệu yeah. Nắng à. Bình thường là 350. Dạ. Cái nó xài wifi không? Wifi không à? 350. Đó, nói họ dẫn lại mình đến. Thử thì qua đây nó giúp. Cái này là 350. How much is this one, the one you're trying on? This one $399. About 400. Dạ thì sẽ vô đây ha chị ha. Boot open. Ok. Vô chị, mời chị vô trước. Ở đây là sẽ mở cửa chủ nhật từ 10 giờ cho đến 5 giờ chiều. Thứ hai là từ 9 giờ đến 6 giờ chiều các bác anh chị. Bây giờ vô đây. Vô ngay tại trụ sở Google để ăn cho cô bác anh chị biết được luôn. Vô order đi. Vô order. Theo order here. Mình order nước thôi, không uống nước thôi anh ha. Có cà phê, trà, biết uống gì không? Trà đi. Dạ. Có em có gì? So here is. Ờ nó phải espresso, nó có cappuccino. Matcha latte. Có mocha. Strawberry latte. Oh. Anh uống gì? He want drink and it's hot and after that we go high food. No, he's looking at it. Em uống gì? Em uống gì? Em uống gì? Dạ. Em uống cái gì? Chị uống gì? Ừ, ở đây có gì? Nó có đó, nó có espresso, nó có macchiato, có cappuccino đó. Có trà đi, trà đi. Dạ, uống trà hả? Dạ. Trà, em uống trà luôn. Nó có loại các loại kìa, trà gì anh thấy đậm lắm. Dưa hấu, mít, hai khai ly á, xong nói chuyện chút xíu xong đi đi qua Apple luôn. Dạ. Yeah. Không gian bán hơn cô bác anh chị. À. Ở bên kia là một cái quầy lưu niệm, còn ở đây là một cái quầy bán nước, cà phê, tất cả các loại nha. Dạ. Trong đây cũng có lưu niệm nữa nè. Ở bên đây cũng có đồ, qua đây đi chị ha. Không, ở đây là lưu niệm thôi. À, ở đây là đồ lưu niệm luôn nè. À, còn đây là cái không gian để mình có thể mình ngồi ở đây. Dạ. Yeah. Nhìn đẹp nha. Ngồi ở đây không? Ok chị ha, ngồi đây. Ngồi đây. À. Hay là ngồi chỗ khác coi, chỗ nào có bàn không? Đây nè chị có. Dạ. Rất là đẹp luôn. Đây, ở đây người ta trang trí những cái này. Nhìn Ngồi ở đây. Nhìn
nó đẹp ha. Chơi ngắn ngủi cùng với anh chị thôi cũng thấy vui rồi. Hả? Ừ. Thật ra là đi đâu cũng vậy, gặp người Việt của mình á. Dạ. Trên một cái đất nước xa lạ như thế này thì vui. Mình cảm thấy nó có nhiều cảm xúc chị ha. Dạ. Em phải, em nói thật là em phải khâm phục, rất là khâm phục ý chí của chị luôn. Dạ. Ừ. Dạ. Chồng đi nói, ảnh nói là nếu như ảnh là chị á, ảnh chịu không nổi. Tại vì người chị là đau nhất 24/24. Thuốc là uống là liên miên. Nhà bây giờ chị cũng đang thằng đóng thuốc vậy đó, cứ đúng tới giờ là phải uống. Nhiều khi nó nhức hơn cái tới giờ của mình uống đó, chịu không nổi. Nhiều khi bây giờ em hỏi là cái cảm giác mà bình thường của mình như thế nào á, chị thật sự quên luôn, không nhớ. Tại vì chị nhức 24/24, 7 năm, 8 năm rồi, không có nhớ cảm giác bình thường nó như ra sao luôn. Nha, ghê gớm nha. Nhức hoài luôn, nhức không hết. Ôi. Anh nói nếu mà anh là chị, anh thì không chịu nổi thôi. Tại vì mình nhức đầu mình uống thuốc là hết đúng không? Còn chị là nhức hoài. Thôi nhưng mà chị cố gắng mạnh mẽ lên. Nha, nhiều khi mà đau quá, ói chịu không nổi đó. Thường là ói nhiều, bệnh á. Chị nhìn con chị để sống tiếp tục. Nhiều khi mình chịu không nổi cái mình nhìn lên, mình nhìn nó là mình chiến đấu lại ngược lại. Cho nên nó cũng là cái động lực của chị. Tại vì suy nghĩ mình coi mấy đứa trẻ mồ côi tội nghiệp quá. Chị nghĩ đó cũng là cái lý do mà chồng chị cũng không phải là bỏ vợ gì đó. Tại vì anh không muốn con của mình có người mẹ khác đó. Đó cũng là lý do anh không bỏ chị được. Muốn qua một cái gia đình hoàn chỉnh. Bây giờ đối với chị, con là động lực, chồng là chỗ dựa tinh thần. Và mỗi lần mà anh đi làm mà anh về á thì thời gian của anh không có đi chơi giống như người khác mà luôn gắn bó bên chị. Và thậm chí là cô bác anh chị biết là cái chiếc xe anh cũng không có thời gian, anh nói là không có thời gian để mà đi không có thời gian nhiều để mà đi sửa chữa hoặc là đi làm cửa nha. Trời, cái thời gian mà lúc mà chị không có đáy, tự đáy được đó, lúc đó là thục ống á, mỗi lần đáy là phải thục ống á, tội nghiệp lắm. Đi làm rồi cái đúng mấy tiếng đó chị mà mắc đáy đó, anh phải chạy ngược về dẫn ống cho chị tiểu, xong rồi chạy đi làm tiếp, tội nghiệp lắm. Thời gian nó khổ lắm, chạy tới chạy lui nhiều lắm, giống như bị tinh thần ở làm rồi vợ ở nhà bệnh gọi ghéo suốt vậy đó, tội nghiệp lắm. Nhưng mà khổ nhất là tới bây giờ ảnh không có thời gian nào ngủ nhiều như người thường. Tại vì nửa đêm chị cũng lo đầu cũng dậy, chị đi vệ sinh này kia nọ đó. Nửa đêm mà lại anh mất đái quá là phải là lấy ống dụng cụ gòn alcohol tùm lum lá chứ á, nào là dặn ống như chị tiểu rồi đi rửa gái, tội nghiệp lắm. Rồi giống như là trời không có bộ lòng người á. Tự nhiên cái bây giờ chị tiểu được, anh cũng đỡ phần đó. Chứ hồi xưa mỗi tháng người ta gửi cái ống về thùng bự bự vậy nè, thùng hàng bự bự vậy đó, ống á, nhiều lắm. Mà em tin là sẽ có phép màu sẽ đến với chị, với anh, với chị. Và người ta sẽ, khi mà có phép màu đến thì người ta sẽ có niềm tin vào cuộc sống này nhiều hơn. Và những người mà bị những cái chứng bệnh nan y á, họ sẽ có thêm động lực sống. Ít ra thì trong cái chuyện tình của anh và chị, nó là một cái câu chuyện tình của tình yêu đích thực. Nó không quá xa hoa, nhưng mà đó là cái sự chân thành của tình yêu anh dành cho chị. Bây giờ anh cũng lo nữa, tối ngày anh hỏi. Ở trong đầu anh lúc nào cũng suy nghĩ là làm phải có đủ tiền để mà đủ cái chị thích gì chị ứng cái đó đó. Chị nói không, mình quen nhau đâu phải lúc anh có tiền đâu, mình quen nhau là lúc hai đứa còn là sinh viên. Anh nhớ rồi đó, cho nên anh nghèo hay là anh thành vô gia cư em cũng ở chung vậy thôi. Chứ đâu phải là có tiền thì sướng, không có tiền thôi. Nhưng mà tới giờ anh vẫn lo, có ngày có suy nghĩ là mình phải làm cái gì đó cho nhiều tiền hơn vợ, có ngày gì không à. Tội nghiệp. Vì đó mà anh không có đủ tiền đó, anh cũng làm tất cả mọi thứ để mà lấy được món đó cho chị. Nhiều khi tội nghiệp lắm.
Hello, ông bà cô chú, cái này là cái nước watermelon mint. Dưa hấu mint. Mint là cái lá the của mình là gọi gì ta? Dạ, yeah, cái lá mà ăn the gì nè, gao á. Gao thơm á. Nghe có thơm. Gao thơm, gao là mint á. Dạ. Yeah. Uống này vô, dúng cắn vô cái miếng dưa hấu. Dạ. Dạ. Và cô bác anh chị biết không? Ở đây người ta thiết kế cái ly này là cái ly giấy. Giấy. À, để thân thiện với môi trường á. À, và một cái ly dưa hấu này là bao nhiêu tiền? Ba đồng rưỡi. Dạ. Cái nắp của mình à. Và người ta không có sử dụng ống hút luôn nha. Ở đây tại ống hút nó waste. Dạ. Tại nhựa. Dạ. Nhựa ta không có sử dụng. Dạ. Dạ, cái ly này là ly giấy. À. Ly giấy cái nắp. Xuống dưới đất là nó tan ra. Dạ, đúng rồi. Xuống dưới đất là nó tan ra. Rồi mời cô bác quý chị nha. Ông bà mời cô bác quý chị uống rồi, trước. Vô, vô, không biết nữa. Vô. Ok. Ngon á. Uống vô sẵn khoái, ngon, ngon trời nha. Nóng được sẵn khoái. Bùi Hồ có một cái thói quen á, uống là phải mở nắp ra như thế này. Mở nắp mới ngon, mở nắp em ngon. Uống nhiều không được. Ừ, uống chút xíu thôi. Xíu. Ngon nha anh nha. Dạ, ngon. Trời nóng cũng ngon. Đây. Ngon thiệt không? I don't know, I kind of want to get a carrot cake. Chờ không? Ăn đi. No, em mua đem. Mua đi, không em mua đi. Đây là một cái chuyến hành trình của Bùi Hồ ngay tại Mỹ. Tuy nhiên là những cái câu chuyện như thế này thì rất là hiếm gặp. Và để đồng hành với Bùi Hồ để chia sẻ những thứ phim ngay tại Mỹ là một điều gì đó rất là tuyệt vời. Và cảm ơn anh chị đã truyền cảm hứng cho em và tất cả mọi người. Không có gì, cảm ơn hoài. Coi như anh em trong nhà đi. Dạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh em sẽ tạm kết thúc video này tại đây. Rồi sẽ hẹn gặp cô bác anh chị ở video tiếp theo. Ăn ngay tại nhà hàng Việt Nam hoặc là Thái gì đó.